Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop giấy si Tuấn Hương nhá. Hôm nay thì shop giấy si của em soạn hàng lên báo giá cho mọi người một lô giày tây, giày da hàng sale, đồng giá là 185.000. Các bác mua hàng chốt đơn vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0963 090994 mọi người nhá. Và em lên cho mọi người cái mã đầu tiên ạ. Hàng này là hàng sale, tuy nhiên là bên em sẽ không hỗ trợ đổi trả trong cái vấn đề mà nó đi trật đi rộng. Mọi người đi bị lỗi, bị bong keo, bị hở keo hay là bị làm sao không đi được thì mọi người trả lại, bên em sẽ hỗ trợ đổi màu cho mọi người sang một cái đôi khác. Còn nếu mọi người đi trật đi rộng thì mọi người cũng cho biếu tặng giúp em. Và đối với cả hàng sale này, khách hàng sẽ phải chuyển khoản full thì bên em mới đi đơn nhé mọi người nhé. Kể cả là khách quen vẫn phải chuyển khoản mọi người nhé. Hàng này bên em không cho quay đầu. Đôi này của thương hiệu Ekato của Anh, mã N9 size 41 ạ, hiệu Ekato. Đôi này thì tình trạng đế hơi mòn đấy, da của nó thì là có màu vàng bò nhá, chất liệu da rất là xịn sò nhá, da còn rất là đẹp nhá, không lổ, không lứt, không hở keo. Giày của đôi này thì nó thiết kế theo kiểu dạng lưới nhá, có thủng thủng các lỗ như thế này. Lót lòng trong vẫn còn zin của Ekato nha các bác nhá. Đấy, giày có màu vàng bò, size là 41. Chiều dài bàn chân của đôi này là 275 nhá. Đôi này không thể là đôi này chiều dài bàn chân là size 42.5 nhá mọi người ơi. Đôi này chắc bố em đánh sai nhầm hay sao ấy. Size 42.5. Mọi người chốt theo cái mã mà em đã chậm đọc ở trên live cho mọi người nhá. Mã N9. Size 42.5 nhá, mã N9 ạ, sale 185.000. Em lên tiếp đôi thứ hai. Đây là một đôi giày của thương hiệu Regal. Đây là hãng rất là cao cấp của Hàn Quốc. Hiệu Regal, size là 245. Đấy. Nó là thiết kế hình quả hiệu này thì nó thiết kế là có biểu tượng là hình cái ủng nhá. Regal này. Và 100% đôi này là được làm thủ công bằng tay. Thiết kế khâu ở phần dưới đế nhá, rất là chắc chắn. Và khâu này là khâu 2 lớp lận mọi người nhá, khâu 2 lớp lận. Đôi này thì kể cả cái chữ mà người ta khắc ở đây này cũng đều được làm thủ công bằng tay hết nhá, không được làm bằng máy móc các thứ gì đâu. Thế nên là cái hãng Regal này nó được gọi là cái hãng cao cấp nhất của Hàn Quốc luôn. Và giá của nó tương đối là cao so với các dòng ví dụ như Ferragamo hay là Gucci hay Met nha mọi người. Giá mua mới của một đôi Regal này nó phải rơi tầm khoảng 8 đến 10 triệu. Đấy. Lót lòng trong nhá, vẫn còn zin của Regal. Đôi này thì nó là kiểu dáng mẫu hơi gọi là cũ một chút. Thiết kế là kiểu dạng mũi vuông, nó sẽ phù hợp với những bác nào trung trung tuổi nhá. Chiều dài bàn chân là 245, size là 40. Size 40. Giá cho đôi này là sale 185.000. Sale 185. Lên cho em một đôi hiệu của Hàn Quốc. Đôi này là Kamkang made by Korea. Giày này thì có màu vàng bò, thiết kế mũi thuôn dài nhá. Size của đôi này là 255. Chiều dài bàn chân nó sẽ dao động là 41,5 nhá mọi người nhá. Đôi này sẽ dao động bàn chân, chiều dài bàn chân là khoảng 41,5 cm. Giày có màu vàng bò, đôi này đế thì tình trạng hơi mòn nhá mọi người nhá. Em cũng sale soạn sale 185.000, mã B41 nha mọi người nhá. Giày bên trên phần da và lót còn rất là mới và đẹp, tuy nhiên là cái đế thì hơi mòn. Thế nên là các bác chốt thì cũng biết tình trạng của giày. Em nói thật với mọi người 185.000 là có thể chấp nhận được nhá. Hôm qua em sale 200.000 lô giày đẹp lồng lộn mà khách vẫn chốt là bầm như kiểu. Lô này cũng tương đối là đẹp mà sale có 185.000 thôi, các bác không tranh thủ là cũng hết nhá.
Hôm qua em vừa sale lô giày 200.000. Các bác nào có thể các bác nào chưa chốt được ấy thì cái lô giày đấy em vẫn còn một vài đôi, các bác có thể xem video đấy cũng được nhá. Video này thì cũng nhiều giày đẹp lắm, tương đối là mới, ngang ngửa với cả cái video trước đấy em sale nhá. Nhưng mà hàng 200 thì em bán gần hết rồi, còn có khoảng 2-3 đôi thôi. Đôi này của thương hiệu HS Shack Gloria Montana. Mẫu này là như là của Pháp nhá mọi người nhá. Dáng giày lười, điểm nhấn ở đây là có hình quả chuông. Da chất liệu rất là dày dặn, mềm, êm. Nó là da bò vân hạt mọi người nhá, da bò vân hạt. Mã V22, size là 41.5. Size 41.5. Size ở đây nó ghi là 265 nhá. Thì mẫu này chân 42 vẫn có thể fix đi được. Đôi này em giá hôm nay cũng sale 185.000. Đế thì tình trạng là hơi mòn một tí nhá các bác. Đôi này mòn một tí thôi. Đấy. Giá sale là 185.000 cho đôi mã V22. Đôi này là mã K6, size là 28, chiều dài bàn chân là 28,5cm. 28,5cm thì tương đương với là 43,5, 44 nhá. Lót lòng trong đây ạ. Đôi này thì chất liệu làm từ da pha lẫn là da cá sấu mọi người nhá. Đây là da cá sấu nhá mọi người nhá. Đấy. Những cái phần da như này là da cá sấu, còn đây là da bò. Ở đây có thiết kế là kéo khóa ở đây nữa. Đấy. Đôi này thì size 285. Tương đương với bàn chân là 43,5, 44 nhá. Đôi này thì còn ok nhưng mà size to, em cũng sale 185.000. Rất là đẹp. Và hôm nay nhá, trong video này của em nhá, bác nào mua từ 3 đôi giày Tây trở lên em sẽ tặng thêm cho mọi người một cái chai xịt vệ sinh giày mọi người nhá. Chai này chắc em quảng cáo quá nhiều rồi, không phải quảng cáo lại nữa. Mua lẻ 50.000, nhưng hôm nay các bác nào mua từ 3 đôi trở lên em sẽ tặng thêm cho mọi người một cái chai xịt vệ sinh nhá. Bình thường nếu mọi người mua hàng mới em bán giá 4-500 em sẽ tặng cho mọi người ngay. Tuy nhiên là hôm nay em sale lỗ rồi, thế không tặng được nữa. Nhưng mà bác nào mua từ 3 đôi trở lên em sẽ tặng cho mọi người thêm một cái chai này. Mọi người lên mua nhá mọi người nhá. Bởi vì cái chai này nó vi diệu cực kỳ luôn. Nó có thể làm dưỡng da, bóng da, bảo vệ da mọi người nhá. Và đôi này thì mọi người đi đâu mọi người chỉ cần xịt một lớp xong mọi người lấy cái bàn chải của nó luôn. Mọi người vệ sinh. Trời ơi, bóng loáng. Mẫu này mã H1, size 41.5. Chiều dài bàn chân là 265 thì nó sẽ tương đương 41 hoặc là 41,5 hoặc 42, chân mỏng nó có thể đi vừa. Hiệu X-Quel của Anh. Đấy. Đôi đế thì hơi bẩn một tí nhá. Bởi vì là bên em để trong túi bóng lâu và qua thời tiết các thứ là nó sẽ bị ẩm ấy. Ẩm là nó sẽ bị mốc trắng như thế này. Đấy. Thì bây giờ mọi người chỉ cần lấy cho em một cái chai xịt vệ sinh này. Đấy, sau mọi người cầm một cái bàn chải xong mọi người vệ sinh lại. Đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Hết trắng chưa? Và giày đây, mới tinh. Vi diệu mọi người. Đấy, đấy là lý do mà khách hàng nhà em toàn bảo mọi người là phải mua thêm một cái chai xịt vệ sinh này nhá. Đôi này thì em cũng sale giá là 185.000 nhá mọi người ơi. Bán 185.000. Tiếp theo ạ. Lên tiếp ạ, đây là một đôi giày Tây, mã H49 nhá, đôi này size nhỏ. Đôi này size cũng không lên đến 40 được. Nó ghi ở đây là 250, là size 40 nhưng mà em nghĩ đôi này chỉ tầm 39 đi thôi nhá mọi người nhá.
Đấy, nó đang bụi trắng như thế này này. Mọi người chỉ cần xịt cho em một cái chai vệ sinh này, xong mọi người lấy cái bàn chải mọi người chà lại. Đây các bác. Đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Bóng loáng mới tinh. Mã H39 H49 size 39 nhá. Giá cho đôi này là 185.000. H49 size 39 mọi người nhá. H49 size 39. Ok, mọi người nhìn thấy video không? Đấy. Bác nào mua 1-2 đôi thì em không nói, nhưng bác nào mua từ 3 đôi trở lên em sẽ tặng thêm cho mọi người thêm một cái chai xịt này nhé. Còn không thì các bác có thể mua lẻ. Nói chung là nó không đắt đâu, có 50.000 thôi là mọi người sử dụng được chắc cũng được. Nếu mà sử dụng nhiều là khoảng được vài tháng, có khi cả năm chả dùng đến ý. Tiếp theo, nhà em ngày nào cũng bỏ ra lau giày thì nó mới nhanh hết thôi. Chứ còn mọi người chắc là đi đâu thi thoảng ra ngoài đường thì xịt một vài cái thì còn sơi mới hết, cả năm chả hết. Đôi này mã B20, size là 42, chiều dài bàn chân là 265 ạ. Mã B20, đôi này thì có đôn đế đằng sau khoảng 3,5 phân, tương đối là cao. Đôi này giày hiệu Hàn nhá. Giá cho đôi này là 185, màu xanh rêu nhá. Gót đằng sau thì màu bạc nhá. Mẫu này là hiệu Misope của Hàn Quốc. Misope Homer của Hàn Quốc ạ. Giá là 185.000 cho đôi này. Tiếp theo mã H31, size là 42, sale 185.000. Đôi này thì dáng giày nó hơi Hàn Quốc một tí ạ. Có đôi này lót vẫn còn đẹp không mọi người? Lót đẹp này. Có chữ ký của cái chủ của cái đôi giày hiệu này nhá mọi người nhá. Đây là chữ ký của chủ tiệm giày. Và đôi này thì chiều dài bàn chân của nó là 42, made in Portugal nhá, Tây Ban Nha. Đấy. Dáng theo kiểu dạng là giày cao bồi hay cưỡi ngựa đi phượt thì mọi người đi đôi này nhá. Đế tình trạng còn ok, nói chung là có mòn nhưng mà không đáng kể. Giày thì chất liệu da đây nhá mọi người, bên trên thì nó như kiểu da lưới, bên này thì làm da trơn. Đấy. Thiết kế là vừa khâu ở bên dưới và vừa dán nhá mọi người nhá. Mã H31 size 42, hiệu made in Portugal, sản xuất tại Tây Ban Nha. Giá cho đôi này là 185.000. Mã H31, chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em luôn. Mọi người nhá, đôi này đẹp lắm ạ. Đôi này là giống như cái đôi giày da lộn mà hôm trước em like sale 200.000 là bao nhiêu bác hỏi ấy. Mẫu nó kiểu như vậy nhá. Tuy nhiên là cái mẫu đấy em hôm đấy chắc phải 10 người hỏi em ấy. Nhưng mà chỉ có một đôi duy nhất dành cho người nhanh tay. Đấy là lý do mà em bảo mọi người là phải đăng ký kênh của em. Phải đăng ký kênh. Thì khi bên em lên like thì nó mới hiển thị lên thì mọi người mới xem được. Đôi này mã B17, size là 41.5, chiều dài bàn chân là 2. Nó ghi là 255, tương đương với là 40.541 nha mọi người nhá. Lót da. Giày dáng giày tây. Mã B17 hiệu Tendi. Đấy mọi người thấy nó để bị trắng mốc ra ấy. Để bụi ấy mọi người. Để bụi ấy. Đấy là lý do mà em phải gọi là xả nhanh. Không là nó bị hỏng hết ấy. Nó bị cũ hết cả giày. Thế nên là em cứ gọi là bán hàng lãi một tí là em sẽ sale hết. Để em sẽ nhập hàng mới để liên tục nha. Em sẽ có hàng mới chiên cho mọi người. Còn hàng không phải là cũ đâu mà mình chưa kịp bán thì mình sale. Đấy. Còn nó không phải là giày cũ nha mọi người. Đôi này giá sale cũng 185. Có nghĩa là nhà em là có một cái nguyên tắc. Đấy là cứ bán gọi là lãi một tí thì là bên em sẽ sale hết luôn. Sale hết, sale gọi là dưới giá nhập luôn nhá mọi người nhá. Để tri ân cho tất cả mọi người. Xong sau đấy là bên em sẽ nhập hàng mới. Còn hàng cũ là không phải cũ mà gọi là hàng chưa kịp bán thì bên em sẽ sale bỏ. Đấy. Nên là các bác
phải ủng hộ kênh của nhà em nhá, bởi vì là mọi người lúc nào cũng được mua giày gọi là giá tốt, nhưng mà giày cũng đẹp, nói chung là giày tốt, giày đẹp, giá tốt đấy. Đôi này màu của nó là màu đỏ mận nhá, hiệu là Hovercap Pespen, dáng giày thể thao đế bệt đây này. Hiệu của nó là như này này, em không biết đọc là gì mọi người ạ. Size của đôi này là 41, mã Y10. Đôi này hiệu của Tây Ban Nha, tuy nhiên là không biết đọc tên, tại vì có nhiều hãng giày mà em không biết đọc. Lót thì là lót da bên xung quanh nhá, êm mềm cực kỳ, và phần gót sau của nó là có một miếng gọi là da, nhưng mà là da lộn. Thì khi mà mọi người đi chân vào thì nó sẽ không bị nhăn chân và cũng không bị nhăn cái phần da ấy. Nói chung là người ta làm cũng tương đối là ok, nói chung là tỉ mỉ lắm. Đôi này thì màu là màu đỏ mận, pha lẫn da và da lộn. Ở đây mã Y10, giá sale 185.000, 185. Tiếp theo, mã này là mã TL2, size là 40.5, chiều dài bàn chân là 25 cm, hiệu của nó là Aurigo by Hanshin, hiệu của Hàn nhá. Biểu tượng của nó là hình con chim đại bàng, giống như là đây này, biểu tượng là hình con chim đại bàng. Mẫu này thì size là nó ghi là 255, tương đương có thể 265 mọi người ạ. À 255 tương đương với là 40.5, hoặc là fix mẫu này thì nói chung là chân 41, chân mỏng đi vừa, đế còn mới ạ. Mã TL2, giá sale 185. Giày này giống như kiểu giày công an ấy mọi người, giày này giày công an ấy, mấy chú công an hay đi mấy kiểu form giày như này. Tiếp ạ, đây là một đôi giày tây. Giày tây thiết kế dạng dán ở đây nhá, hiệu của nó là Soda của Hàn. Pha lẫn màu cam và màu trắng, màu vàng cam và màu trắng. Mã B18, size 42 ạ. Size 42, chiều dài bàn chân 270, hiệu Soda. Soda. Giá cho đôi này là 185.000 nhé các bác, 185. Tiếp theo đôi này là mã cuối cùng ạ. Đây là một đôi giày lười có màu vàng bò. Mã cho đôi này là TL9, size là 41. Ôi dồi ôi, lót mới quá mọi người ơi. Đây ạ, lót đây ạ, mới tinh, hiệu của London nhá. Hiệu của London ạ. Đôi này thì có màu vàng bò, rất là đẹp. Đế đôn đằng sau khoảng 2 phân. Size 260, tương đương 41, mã TL9 ạ. Giày thì màu vàng và là da bóng nhá mọi người nhá. Da bóng, hơi bóng. Thiết kế viền khâu mũi, khâu dưới viền đế và bên dưới nữa mọi người nhá. Nói chung là khâu hai lớp. Đây này, mọi người nhìn thấy hai đường luôn. Một bên dưới là khâu ở đây, xong sau đấy là dán ở dưới. Đấy, vừa khâu vừa dán rất là chắc chắn. Hiệu của London. Mã cho đôi này là TL9, size 41, giá sale 185.000 các bác nhá. Và mẫu này cũng là mã cuối cùng trong video hôm nay của nhà em. Đấy, các bác xem kênh thì ưng mã nào chốt ngay nhá. Chốt ngay. Video này sẽ phát sóng vào lúc 6 giờ tối nhá. 6 giờ tối là cái thời điểm mà gọi là khách nhà em vừa xem vừa ăn cơm. Thế nên là mọi người ơi, mọi người phải thật tranh thủ và nhanh tay, bởi vì là những cái đôi này đẹp như thế này thì nếu mà mọi người không nhanh tay là không còn đâu nhá mọi người nhá. Và em xin phép là tắt máy ạ, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá. Em chào tất cả mọi người ạ.